Đến hơn 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 2, lực lượng chức năng quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phối hợp với đơn vị liên quan xử lý hiện trường vụ xe tải kéo đổ một cây bàn đè trúng đường dây điện. Trước đó, xe tải biển số thành phố Hồ Chí Minh do nam tài xế khoảng 40 tuổi điều khiển chạy trên đường Ý Lan theo hướng đường Lũy Bán Bích đi đường Lê Quang Chiếu. Khi đến trước số 64 đường Ý Lan, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thùng xe va trúng cây bàn đang nghiêng ra đường. Cú va chạm khiến cây bàn bị bật gốc, đè trúng đường dây điện, khiến các phương tiện không thể lưu thông qua lại. Chiếc xe cũng hư hỏng phần thùng. Ghi nhận, cây bàn cao hơn 15 mét, đường kính gốc hơn 40 cm, cành lá xanh tốt nhưng phần gốc đã bị hư mục. Thời điểm xảy ra sự cố, trời không có mưa gió. Theo người dân, cây bàn đã nghiêng đổ từ trước, một số ô tô cũng đã va chạm trước đó nhưng không tạo ra sự cố đáng tiếc. Một người dân ở gần hiện trường cho biết một số người dân đã phản ánh lên cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý, đảm bảo an toàn, nhưng không hiểu vì sao cây vẫn chưa được đốn hạ. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về plo@phapluottb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.